Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của My Anh Channel. Sắp đến Tết thì nhu cầu mua sắm TV tăng rất là cao. Mấy ngày qua em bận không có quay video phục vụ các bác được. Rất nhiều bác đặt câu hỏi về các cái dòng TV LG. Ngày hôm nay thì em sẽ so sánh để phục vụ một số bác hỏi em rằng là hai cái mã hàng 55UM7400 và 55UM7600 có giống và khác nhau như thế nào. Đấy, thì em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến của các bác để tiếp tục có những clip đánh giá so sánh các cái dòng TV trên thị trường hiện tại. Đấy, các bác có thể ủng hộ em bằng cách nhấn subscribe, ấn chuông theo dõi và để lại bình luận để được em hỗ trợ giải đáp các bác nhé. Em cũng đã có mấy clip giới thiệu các dòng TV LG của năm 2019 rồi. Các bác có thể tìm trong danh sách video so sánh các cái dòng TV LG này, giới thiệu các dòng TV LG 550, 490, các dòng UM73, 74, M81, M9000. Đấy, clip ngày hôm nay thì em sẽ quay so sánh nhanh hai cái thằng 55UM7400 PTA và 55UM7600 PTA. Một số bác mà khi mà đi xem ấy thì các bác cũng lưu ý vấn đề này nhé. Với dòng UM76 ấy thì từ 55 inch trở lên nó có thiết kế khác. Còn với từ 50 UM76 trở xuống thì thiết kế nó sẽ khác. Khác hay không thì một lát nữa em sẽ quay con UM76 để các bác cùng xem. Trước tiên là con 55UM74. Đây, 55UM74. Giá bán tại bên em đang bán sau khi trừ hết đi thì còn khoảng 12.590.000. 12.590 cho con 55UM74 các bác nhé. Con này dòng TV mới của năm 2019, một trong những thế hệ Smart TV có độ phân giải 4K, màn hình 55 inch, tích hợp đầy đủ các tính năng, các ứng dụng giải trí mà các bác lên cần phải lưu tâm nếu mà muốn mua cho gia đình một chiếc TV phù hợp các bác nhé. Con này thì là dòng 4K, 4K là độ phân giải 4K, nó sẽ có mật độ điểm ảnh cũng như là hình ảnh nó đẹp, LED gấp 4 lần các TV Full HD bình thường. TV LG thì là dòng xuất xứ Indo và bảo hành 2 năm tại nhà. Theo chính sách của Ecomart thì trong 3 ngày đầu các bác dùng gặp lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi mới ngay. Một trong những cái đặc điểm trên cái dòng UM74 các bác cần lưu tâm. Thứ nhất là thiết kế. Thiết kế con này viền nhựa màu đen, viền của nó cũng khá là dày. Tấm lần cũng tương tự như của năm 2017-2018. Tấm màn của LG thì so với cái độ mỏng thì nó sẽ là cho cái phần phân khúc trung cấp thì hầu như là nó thiết kế giống nhau. UM73, UM74, UM76 thì cái tấm màn nó tương tự như vậy, dày tương đối. Viền nhựa màu đen. Đây, viền nhựa màu đen. Chân đế của UM7400 là chân đế bán nguyệt. Thiết kế chất liệu của nó là bằng nhựa các bác nhé. Đó là cái thiết kế bên ngoài, nó không có gì quá là nổi bật. Với các cái thiết kế nổi bật thì các bác có thể xem từ con SM8001 trở lên, dòng LaloCell TV em có giới thiệu các bác rồi. Còn với các bác mà nhu cầu chỉ tầm khoảng 13 triệu đổ lại thì con UM74 nó sẽ có những cái tiêu chí sau để đáp ứng được cái yêu cầu của các bác. Thứ nhất là chạy hệ điều hành WebOS 4.5. WebOS 4.5 là thế hệ hệ điều hành mới nhất của TV LG trong năm 2019. Ở đây thì các bác nhìn xem nó có cái giao diện menu trạng thái này, hiển thị rất nhiều những cái ứng dụng đầy đủ để các bác có thể xem truyền hình, xem phim, xem ca nhạc. Các bác có thể là xem video hoặc các bác vào đây, cái này cái trình duyệt web. Các bác có thể truy cập các cái website, đọc báo, tin tức, xem phim trực tiếp qua cái trình duyệt này, tương tự như trên một cái màn hình máy tính đấy ạ. Con này thì có Bluetooth, có tích hợp Bluetooth là một, có tích hợp đầy đủ các công nghệ trình chiếu, phản chiếu màn hình từ điện thoại lên TV. Như các bác nhìn có AirPlay này. Đấy, các bác sẽ phải cập nhật hệ điều hành, các hệ điều hành dưới 4.0 cho lên 4.5 trở lên để có thể xuất hiện một cái ứng dụng AirPlay này, chiếu trực tiếp màn hình điện thoại iPhone lên TV. Đấy, con này thì tích hợp Bluetooth nên các bác có thể là kết nối được trực tiếp từ TV với các cái hệ thống tai nghe, dàn âm thanh. Các bác cũng có thể dùng chuột không dây để kết nối sử dụng con chuột thay cho điều khiển rất là dễ dàng. Tích hợp đầu thu DVT-2 để xem các kênh truyền hình kỹ thuật số. Đó là một số cái cơ bản mà các bác cùng biết. Ngoài ra thì con này sẽ có những cái công nghệ như có 4K Active HDR, có công nghệ âm thanh DTS V2X, có điều khiển thông minh đi kèm Magic Remote đấy ạ. Có công nghệ True Color Accuracy, xử lý hình ảnh cho độ tương phản nó khá là đẹp.
12.590 là 55UM7400. Tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện tại bây giờ. Điều khiển Magic Remote là tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay sang con 55UM76 để quay các bác cùng xem. 55UM76 thì có giá bán tại Ecomart sau khi trừ hết quà khoảng 13.590.000. Đắt hơn con 55UM74 khoảng 1 triệu. Vậy thì con UM7600 này có những cái gì khác biệt so với con 55UM74? Chênh nhau khoảng 1 triệu đó các bác nhé. 55UM7600 PTA thế hệ Smart TV 4K phân khúc trung cấp của LG. Con này thì đắt hơn con UM74 1 triệu và nó có một số cái đặc điểm sau nó sẽ khác biệt này. Thứ nhất là thiết kế. Thiết kế của UM7600 thì nó tràn 3 viền. Tức là cái độ rộng của cái màn hình với cái viền TV nó cực kỳ mỏng. Con UM7400 thì các bác nó sẽ có cái viền màn hình nó khá là lớn nên là khung hình nó sẽ bị tối giản hơn nhiều so với cả con 55UM76 này. Các bác nhìn này, nó tràn viền trên, tràn viền dưới. Đấy, tràn viền trên là tràn viền hai bên. Nên là khi mà các bác xem thì cái khung hình của con UM7600 này nó sẽ rộng hơn khá là nhiều. Thiết kế thì cũng có tấm nền IPS display. Thì từ UM7300, 74 cho đến 76 thì nó cũng giống nhau rồi. Chân đế cũng tương tự như vậy. Con này thì có thêm một cái đặc điểm nữa khác là cái lẹp dưới của con UM76 này. Viền dưới là viền bạc này. Đấy, nhìn nó đẹp và sang trọng hơn so với cả con UM7400 các bác nhé. Logo chính giữa. Cũng tích hợp Magic Remote, tức là điều khiển thông minh. Độ dày của màn hình cũng tương tự không khác gì cả. Đấy, cái mà các bác có thể nhìn thấy được chính là cái thiết kế tràn viền của con UM76 này. 13.590.000, bảo hành 2 năm tại nhà. Trong 3 ngày đầu các bác dùng gặp lỗi của nhà sản xuất, đổi mới ngay. Với cái mã hàng 55UM76 thì các bác cũng có thể tham khảo thêm các dòng như SM8001 hoặc SM9000. Dòng LaloCell TV nó có thêm một số cái công nghệ khác biệt, thiết kế khác biệt so với cả dòng UM76. Em cũng đã có cái clip giới thiệu chi tiết rồi thì các bác có thể xem ở những cái clip đó. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em ngày hôm nay các bác nhé.